Sáng ngày 10 tháng 8, có 5.149 ca mắc COVID-19 tại thành phố Hồ Chí Minh và 22 địa phương khác. Bản tin dịch COVID-19 của Bộ Y tế sáng ngày 10 tháng 8 cho biết có 5.149 ca mắc COVID-19 tại TSKM và 22 địa phương khác. Trong số các bệnh nhân nhiễm COVID-19 tại Việt Nam có 75.924 ca đã khỏi bệnh. Thông tin các ca mắc COVID-19 mới tính từ 18:30 ngày 9 tháng 8 đến 6 giờ ngày 10 tháng 8 trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 5.149 ca nhiễm mới, trong đó 5 ca nhập cảnh và 5.144 ca ghi nhận trong nước tại thành phố Hồ Chí Minh 2.490, Bình Dương 1.325, Đồng Nai 354, Long An 313, Bà Rịa Vũng Tàu 109, Tây Ninh 102, Tiền Giang 100, Bến Tre 58, An Giang 53, Vĩnh Long 52, Sóc Trăng 43, Ninh Thuận 32, Kiên Giang 26, Cần Thơ 23, Đắk Lắk 19, Phú Yên 13, Đồng Tháp 13, Hậu Giang 8, Gia Lai 6, Cà Mau 2, Hải Dương 1, Bạc Liêu 1, Hà Nội 1, trong đó có 662 ca trong cộng đồng. Tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam, tính đến sáng ngày 10 tháng 8, Việt Nam có 224.894 ca nhiễm, trong đó có 2.367 ca nhập cảnh và 222.527 ca nhiễm trong nước. Số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước tính của đợt dịch kể từ ngày 27 tháng 4 đến nay là 220.957 ca, trong đó có 73.146 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Có 2 trên 62 tỉnh, thành phố trong 14 ngày qua không ghi nhận trường hợp nhiễm mới. Quảng Ninh, Bắc Cạn, có 12 tỉnh, thành phố không có lây nhiễm thứ phát trên địa bàn: Lào Cai, Ninh Bình, Kon Tum, Hà Giang, Sơn La, Lai Châu, Tuyên Quang, Quảng Trị, Nam Định, Yên Bái, Thái Bình, Bắc Giang. Số ca mắc COVID-19 trên thế giới đến sáng ngày 10 tháng 8, cả thế giới có 204.013.949 ca mắc, trong đó 183.201.888 khỏi bệnh, 4.314.585 tử vong và 16.497.476 đang điều trị, 99.044 ca diễn biến nặng. Trong ngày, số ca mắc của thế giới tăng 473.981 ca, tử vong tăng 7.091 ca, châu Âu tăng 89.870 ca, Bắc Mỹ tăng 93.519 ca, Nam Mỹ tăng 27.618 ca, châu Á tăng 239.249 ca, châu Phi tăng 22.833, châu Đại Dương tăng 902 ca. Tại Đông Nam Á, trong ngày ghi nhận 70.859 ca, trong đó Indonesia tăng 20.709 ca, Malaysia tăng 17.236 ca, Thái Lan tăng 19.603 ca, Philippines tăng 8.900 ca, Myanmar tăng 3.611, Campuchia tăng 508 ca, Lào tăng 170 ca, Singapore tăng 72 ca, Đông Timor tăng 50 ca. Tình hình điều trị bệnh nhân COVID-19, tổng số ca được điều trị khỏi 75.920 ca, số bệnh nhân nặng đang điều trị ICU 509 ca, số bệnh nhân nguy kịch đang điều trị ECMO 23 ca. Tình hình xét nghiệm, số lượng xét nghiệm từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay đã thực hiện 7.293.781. Xét nghiệm cho 20.367.442 lượt người. Tình hình tiêm chủng vaccine phòng COVID-19, trong ngày có 599.941 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 9.987.587 liều, trong đó tiêm một mũi là 8.984.300 liều, tiêm mũi 2 là 1.003.287 liều. Những hoạt động của ngành y tế trong ngày: Bộ Y tế phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức lễ công bố kết nối nền tảng hỗ trợ tư vấn khám chữa bệnh từ xa Telehealth tới 100% tuyến huyện và ra mắt Trung tâm Công nghệ phòng chống dịch COVID-19 quốc gia. Bệnh viện hồi sức COVID-19 thành phố Hồ Chí Minh sẵn sàng triển khai giai đoạn 2 với 700 giường bệnh để kịp thời tiếp nhận, điều trị cho các trường hợp bệnh nhân nặng, nguy kịch từ ngày 7 đến ngày 12 tháng 8 năm 2021. Tỉnh Quảng Ninh tổ chức xét nghiệm sàng lọc COVID-19 diện rộng đối với tất cả người lao động, công nhân các công trường xây dựng, kể cả các công trình xây dựng và dân, người lao động trong các nhà máy, xí nghiệp, cơ sở sản xuất trên địa bàn. Ngày 9 tháng 8, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bình Dương đã đưa vào hoạt động bệnh viện dã chiến số 4 với quy mô 3.000 giường. Thành phố Cần Thơ thành lập thêm 2 bệnh viện dã chiến trực thuộc Sở Y tế, bệnh viện dã chiến số 4 đặt tại trung đoàn 932, phường Thường Thạnh, quận Cái Răng với quy mô 400 giường và bệnh viện dã chiến số 5 đặt tại trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Cần Thơ, phường An Hòa, quận Ninh Kiều với quy mô 250 giường. Tính đến thời điểm này, Cần Thơ có 13 bệnh viện tiếp nhận và điều trị bệnh nhân COVID-19, trong đó có 9 bệnh viện dã chiến với quy mô khoảng 2.400 giường. Dạ vâng, cảm ơn bà con vừa xem xong cái video ngắn chia sẻ về tình hình dịch bệnh COVID.
trên địa bàn tỉnh Hậu Giang cũng như trên địa bàn cả nước. Nhờ bà con mình chia sẻ video cũng như đăng ký kênh để tiếp tục được cập nhật những thông tin mới nhất về tình hình COVID-19 diễn ra trên địa bàn tỉnh Hậu Giang cũng như là trên địa bàn cả nước. Thì có những thông tin nào mới thì miền Tây Hậu Giang cố gắng cập nhật nhanh nhất và sớm nhất để cho bà con mình sớm nắm bắt được những cái thông tin về tình hình dịch bệnh COVID-19. Thì miền Tây Hậu Giang cũng cảm ơn bà con mình rất là nhiều đã theo dõi cái video. Thì nhờ bà con mình chia sẻ cho nhiều người được biết cũng như là đăng ký kênh để ủng hộ và được cập nhật những thông tin mới nhất trên kênh miền Tây Hậu Giang ạ. Vâng, miền Tây xin chào, hẹn gặp lại.